trong video hôm nay Tuấn Sương dẫn cho anh chị một công cụ để chúng ta có thể đưa những file tài liệu của chúng ta lên hoặc là chúng ta đưa bất kỳ một cái link nào hết chị và trong cái công cụ này nó sẽ đọc ra cho chúng ta nó có thể phân ra những cái vai cho ai đọc anh chị tức là không phải chỉ một người đọc anh chị rất là hữu ích anh chị cùng thực hiện với mình nhé công cụ này tên là Illuminate anh chị và đây là một công cụ của Google anh chị có thể thấy trên màn hình cái đường link anh chị anh chị chỉ cần vào đây và chúng ta đăng nhập một cái tài khoản Google thôi đường link mình sẽ để phần mô tả ha khi mà anh chị vào đây rồi anh chị sẽ thấy cái giao diện nó như thế này nè tức là ở đây chúng ta có thể pass một cái đường dẫn ra hoặc anh chị có thể tìm kiếm một cái topic một cái chủ đề nào đấy anh chị và dưới này chúng ta có thể chọn ra cái phong cách nói chuyện giống như thế nào ví dụ như phong cách bình thường này hoặc là phong cách formal hoặc là những cái phong cách kiểu như là thoải mái anh chị ấy nó có thể làm rất là nhiều ha. Ví dụ như thế này, bây giờ mình có một cái đường link của một cái bài báo. Ví dụ như đây là một cái bài báo, chị có thể thấy ha, là cái giải Nobel vật lý năm 2024. Thì mình có một cái bài báo như thế này. Giả sử như chúng ta cần chuyển một cái bài báo này thành một cái dạng như podcast, tức là chúng ta muốn là có một cái file audio để đọc hết cái bài báo này thì thông thường á, chúng ta sẽ copy những cái nội dung này vào trong cái công cụ AI ví dụ như TTS bình AI hoặc là Eleven Labs thì bây giờ có một cách khác á, đó là anh chị chỉ cần copy cái đường link này và chúng ta sẽ vào Illuminate của Google chúng ta bắt cái đường link nó ra sau đó thì chúng ta bấm vào dấu cộng này ha để chúng ta đưa đường link nó xuống dưới sau khi mà chúng ta bắt đường link này rồi á thì anh chị có thể chọn phong cách đọc ở dưới đây ví dụ như ở đây là cái giải Nobel vật lý thì mình sẽ đọc phong cách là formal mộ anh chị và ở đây chỉ có thể nghe thử ví dụ như về giọng của người, người chủ tọa thì họ sẽ đọc như thế nào và giọng của người khách mời thì họ sẽ đọc như thế nào ha? chúng ta có đều có thể nghe thử đây ví dụ như thế này the rabbit um, pulled out a watch and muttered oh dear I'm late the rabbit pulled out a watch and muttered oh dear I'm late đấy anh chị chúng ta sẽ có thể nghe thử như thế này ha và hiện tại thì chúng ta chưa có thể nào mà chọn được những cái giọng đọc khác anh chị ở đây nó hiện tại nó mới chỉ có một số cái giọng đọc này thôi và anh chị có thể chọn ra những cái phong cách khác nhau ha và ở trong Illuminate này hiện tại chúng ta có thể sử dụng được 20 generation một ngày anh chị có thể thấy đây ha một ngày chúng ta sử dụng được 20 lần hết chị Ok ha sau khi mình đưa đường link vào thì mình chỉ cần bấm vào generate ha đấy nó sẽ tạo ra cho mình cái file audio anh chị và hiện tại chúng ta có thể sử dụng trong đây miễn phí nhé 20 lần trong một ngày và khi mà chúng ta tạo trong đây thì anh chị chỉ cần đưa cái đường link vào đây nó sẽ đọc ra cho chúng ta cái file ha anh chị chúng ta sẽ xem thử kết quả như thế nào ha đấy chúng ta đã có kết quả rồi anh chị ví dụ như mình sẽ bấm vào nút play mình nghe thử một đoạn và mình sẽ so sánh với cái phần ở trên cái nội dung này để xem nó đọc như thế nào anh chị This conversation is powered by Google Illuminate. Check out illuminate.google.com for more. Welcome to the discussion. Today, we're diving into the groundbreaking work recognized by the 2024 Nobel Prize in Chemistry, focusing on the revolutionary advancements in understanding and manipulating proteins. It's a fascinating story of AI, computation, and the very building blocks of life. Indeed. The 2024 Chemistry Nobel Prize highlights a remarkable convergence of computational power and biological insight, leading to unprecedented control over proteins. Here, Khi mà chúng ta đưa một cái nội dung như thế này vào á, thì không phải nó sẽ đọc 100% kiểu như thế này, mà từ cái nội dung này á, nó sẽ phân chia ra và nó sẽ viết lại cái nội dung dựa trên cái nội dung này, anh chị. Ví dụ như người dẫn chương trình á sẽ đọc những cái gì và người khách mời á, sẽ đọc những cái gì, anh chị. Tức là nó sẽ viết lại cái nội dung dựa trên cái nội dung chúng ta đưa vào và nó sẽ phân chia ra, anh chị. Khá là hay ha chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái nội dung này để chúng ta tạo ra một cái box card dựa trên một cái bài viết của chúng ta anh chị ví dụ như file này nó đọc trong vòng 8 phút anh chị thì mình hoàn toàn có thể mình download file này về bằng cách là nhấp vào cái nút ba chấm nè và chúng ta sẽ bắt đầu download về anh chị rất đơn giản ha một cách sử dụng cực kỳ đơn giản ha hoặc giả sử mà khi mà anh chị có một cái file pdf thì làm sao chúng ta có thể đưa lên đây đọc thì hiện tại chúng ta chưa có thể nào upload cái file pdf chúng ta lên mà chúng ta cần phải upload lên một cái nền tảng ví dụ như website của chúng ta đi thì sau đó chúng ta sẽ copy cái đường dẫn ở trên cái website của website chúng ta hết anh chị. Ví dụ như đây mình tìm được một cái file report về trí tuệ nhân tạo năm 2024 của cái trường Đại học Stanford anh chị. Thì ở đây mình sẽ copy cái đường link này và anh chị cũng chỉ cần là đơn giản là chúng ta paste cái đường link vào đây anh chị. Chúng ta chọn cái phần giọng đọc như nào ví dụ như mình sẽ chọn giọng đọc cần casual và mình sẽ generate anh chị. Những cái đường link PDF này á thì nó có thể đọc được nha anh chị còn nếu mà chúng ta mở cái máy tính của chúng ta thì nó sẽ không đọc được ha nên khi mà chúng ta cần sử dụng ở trong cái file pdf của chúng ta thì chúng ta cần upload lên website của chúng ta hoặc là một cái site nào đấy chúng ta có đường link anh chị mình cũng đã thử một cái đường link ở trong google drive anh chị thì nó sẽ không đọc được ha đấy anh chị nó cũng đã đọc ra cho chúng ta ha và mình sẽ xem thử kết quả như thế nào ha This conversation is powered by Google Illuminate. Check out illuminate.google.com for more. Ever wonder, um, How much it costs to train a super smart AI? We're talking mm -hmm. millions, maybe even hundreds of millions of dollars. And that's just the compute cost. Don't forget the data, the people, the energy. It's a whole ecosystem, you know. Exactly. Anh chị sẽ thấy ha, cái phần giọng đọc ở trong đây nghe cực kỳ hay, anh chị. Giống như là hai người đang nói chuyện với nhau thực tế như vậy. Chứ không phải kiểu như chúng ta cầm một cuốn sách lên chúng ta đọc, anh chị. Rất là hay, ha. giọng cực kỳ là truyền cảm và rất là hay, anh chị khi mà chúng ta đưa một cái file hoặc là một cái đường link này đấy giống như hồi nãy mình nói á, thì nó sẽ viết lại cái nội dung ở trong đó và nó sẽ chuyển ra cái nội dung đó thành một cái phần để chúng ta có thể làm cái podcast như thế này anh chị ok anh chị chúng ta đã thử qua bằng tiếng anh rồi thì bây giờ giả sử như chúng ta thử bằng tiếng việt nó có thể đọc được hay không ha giả sử bây giờ mình sẽ copy một cái đường link ở trên một cái bài báo của vn express đi là một cái đường link mà chúng ta rất là thường đọc báo ha thì trong đây ví dụ như mình sẽ chọn một cái bài như thế này Mình sẽ copy cái đường link này vào trong Illuminate Để thử xem nó có thể đọc được tiếng Việt hay không hết chị Và cái giọng trong tiếng Việt nó có khác gì so với tiếng Anh nhiều hay không ha Mình chỉ cần bắt vào đây nè Sau đó mình bấm vào dấu cộng để mình đưa lên ha Và mình sẽ chọn nó đọc theo cái kiểu là cũng là Casual hết chị Sau đó mình bấm vào Generate ha Thì nó cũng đang tạo ra cái phần audio cho chúng ta ha Để chúng ta xem thử cái kết quả phần dòng đọc trong đây nó như thế nào ha This conversation is powered by Google Illuminate. Check out illuminate.google.com for more. Ever heard of the PII index? Um, sounds kind of mysterious, right? It is a bit. Yeah, it's all about ranking things related to science and technology in Vietnam. So, like, who's number one in Vietnamese tech innovation? I'm curious. anh chị có thể thấy ha, khi mà chúng ta đưa một cái đường link bài báo tiếng Việt như thế này á thì nó lên đây nó đã đọc ra và nó chuyển sang tiếng Anh cho chúng ta ha anh chị. Tức là dựa trên cái nội dung tiếng Việt đó, nó viết lại cho chúng ta thành hai cái giọng đọc của hai người host và guest ở đây ha. Và sau đó hai người này sẽ đọc lại bằng tiếng Anh anh chị. Tức là nó sẽ dịch ra cái bài đó chứ nó không phải nó sử dụng tiếng Việt ha. Như vậy mình có thể thấy á hiện tại tiếng Việt có vẻ là nó chưa có hỗ trợ và chúng ta cũng chưa có thể nào sử dụng được tiếng Việt anh chị mình sẽ thử thêm một cái đường link nữa đó là một cái đường link về YouTube anh chị ví dụ như đây mình có một cái hướng dẫn về công cụ AI làm hoạt hình miễn phí đi thì mình sẽ copy thử cái đường link này mình sẽ paste vào đây thì mình chọn đây là đọc theo cái kiểu là hướng dẫn anh chị thì mình sẽ bấm vào cái chữ là gai và sau đó mình chọn vào generate anh chị thì nó sẽ đưa cái đường link ở trên cái YouTube đó và nó sẽ bắt đầu nó sẽ chuyển thành cái box card cho mình anh chị mình sẽ nghe thử kết quả như thế nào ha This conversation is powered by Google Illuminate. Check out illuminate.google.com for more. Welcome to the day's discussion. We'll be exploring a... Ok anh chị, mình uh, lướt qua phần script mà để cho các nhân vật đọc á. Thì mình thấy đây á, đúng là nó đã chuyển sang tiếng Anh hả anh chị? Tức là khi mà chúng ta đưa phần tiếng Việt, dù là trang web hoặc là ở trong một cái link YouTube thì nó vẫn có thể đọc được tuy nhiên nó sẽ viết lại cái nội dung đó thành tiếng Anh sau đó thì các nhân vật ở trong Illumina này sẽ đọc lại những cái nội dung đó bằng tiếng Anh anh chị nó đã phân ra như thế này tóm lại khi mà chúng ta sử dụng ở trong Illumina này thì hiện tại nó có thể tạo ra các postcard bằng tiếng Anh là chủ yếu anh chị còn nếu mà nội dung tiếng Việt thì nó sẽ dịch sang tiếng Anh anh chị và khi mà chúng ta đưa một cái đường link một cái bài báo hoặc là một cái file tài liệu hoặc là một cái đường link YouTube vào đây á thì trong Illuminate sẽ viết lại cho chúng ta nội dung trước khi nó đọc anh chị đó là một trong những cái lưu ý khi mà chúng ta sử dụng cái công cụ này Ok anh chị đó là Illuminate một công cụ của Google và một cái cách để chúng ta có thể tạo ra các postcard bằng tiếng Anh anh chị và hiện tại chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng nó miễn phí anh chị mỗi ngày thì chúng ta có thể sử dụng được 20 generation anh chị nếu như anh chị thấy video này hay anh chị cho mình một like và subscribe nhé rất cảm ơn anh chị và chúng ta sẽ hẹn gặp lại trên các video lần tới trên channel Ngày Công Sở